Lương Minh Châu xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là những bản tin chi tiết. Vào ngày 12 tháng 10, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier, đánh giá vòng đàm phán thứ 5 về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã kết thúc với một số tiến triển đáng kể, nhưng không đạt sự đột phá lớn. Ông hy vọng các bên có thể đạt được những tiến bộ quyết định trong 2 tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Brussels của Bỉ, ông Barnier cho biết, bế tắc lớn nhất hiện nay là vấn đề thực hiện các cam kết về nghĩa vụ tài chính của Anh đối với liên minh này. Ông đánh giá nước Anh vẫn chưa đưa ra được một đề nghị cụ thể nào về cách thanh toán nghĩa vụ tài chính, điều mà ông cho là vô cùng đáng lo ngại đối với các nhà quản lý dự án cũng như những người đóng thuế của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Anh David Davis đánh giá có nhiều tiến bộ đạt được nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu thừa nhận những tiến bộ đạt được trong đàm phán để chuyển sang các cuộc đàm phán tiếp theo về thương mại. Vòng 5 là vòng đàm phán cuối cùng trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu trong tuần tới. Tại đó, các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ đánh giá liệu các bên đã thực sự đạt tiến bộ đầy đủ trong giai đoạn 1 của các cuộc thương lượng để cho phép chuyển sang đàm phán về mối quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu với Anh hậu Brexit, dự trù diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2019. Thất bại được báo trước khi vùng Catalonia đòi độc lập khỏi Tây Ban Nha. Để hiểu về cuộc khủng hoảng Catalonia, một phân tích mang kích thước lịch sử là cần thiết. Bài viết của kinh tế gia Jean-Pierre Petit trên nhật báo Le Monde đã mở đầu với nhận xét các sử gia tương lai chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dịp để nhấn mạnh là vào thời điểm mà cả một bộ phận lớn các nước châu Âu đang nỗ lực xây dựng một cấu trúc liên bang bao gồm các quốc gia dân tộc, thì một số tỉnh và vùng của một số nước như là vùng Catalonia lại quyết định ly khai. Tuy nhiên, nếu xét về mặt kinh tế, dự án độc lập của vùng này hoàn toàn mang tính phiêu lưu. Sự thiếu chuẩn bị của các đối tác kinh tế, bao gồm Catalonia và chính quyền trung ương Madrid, sẽ để lại một cái giá khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là hai bên đều thua. Nguy cơ cắt đứt với Liên hiệp châu Âu là hiện hữu, trong lúc xuất cảng của Catalonia sang phần còn lại của Tây Ban Nha và Liên hiệp châu Âu chiếm gần 45% GDP của vùng này, và 70% đầu tư nước ngoài vào Catalonia là từ các thành viên của Liên Âu. Theo Phó Thủ tướng Soraya Sáenz de Santamaría, thì chính phủ trung ương ở Madrid có nhiều phương án để đối phó. Một trong những phương án của chính phủ Madrid được bàn thảo trong ngày thứ Tư chắc chắn sẽ có điều 155 của Hiến pháp với những biện pháp đặc biệt để đối phó với tình trạng đặc biệt này. Và ngày hôm nay, thì Chủ tịch của Liên minh Âu Châu là ông Donald Tusk đã kêu gọi lãnh đạo ly khai của vùng Catalonia là không đưa ra quyết định khiến cho vùng này không thể đối thoại được với Madrid. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ có vài giờ trước khi lãnh đạo của Catalonia có thể đưa ra tuyên bố độc lập cho vùng đất này. Ông Tusk nói ở tại Brussels rằng, ngày hôm nay tôi đề nghị các bạn hãy tôn trọng trật tự hiến pháp và không thông báo quyết định mà sẽ khiến cho cuộc đối thoại với chính quyền Madrid không thể diễn ra. Bên cạnh đó thì ông Tusk còn kêu gọi đàm phán để chấm dứt cuộc tranh cãi hiện nay vốn đã gây ảnh hưởng cho khắp khu vực của Liên Âu. Trước đó thì Thủ tướng Tây Ban Nha ông Mariano Rajoy cũng đưa ra cam kết rằng Tây Ban Nha không thể bị chia rẽ và sự thống nhất của quốc gia sẽ được bảo vệ. Thủ tướng Rajoy nhấn mạnh, chính phủ sẽ làm những gì mà luật pháp cho phép để bảo đảm sự thống nhất của quốc gia này. Ông Rajoy cũng bác bỏ khả năng đối thoại với chính quyền của Catalonia về vấn đề độc lập của vùng này. Theo Thủ tướng Rajoy, thì không hề có một chính phủ nào trên thế giới lại tiến hành đối thoại về một vấn đề bất hợp pháp. Nhà vua Tây Ban Nha là ông Felipe Đệ Lục cũng đã từng có bài phát biểu ở trước toàn dân nhấn mạnh đến chính quyền trung ương sẽ không thương lượng ở trong vấn đề của Catalonia. Quay sang một bản tin khác, vào ngày 8 tháng 10, cảnh sát của thành phố Barcelona cho biết khoảng 350.000 người đã tham gia cuộc tuần hành ủng hộ sự thống nhất của Tây Ban Nha ở thành phố này, trong khi các nhà tổ chức cho rằng số người tham gia có từ 930.000 đến 950.000 người. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đòi ly khai của xứ Catalonia đã cam kết sẽ tuyên bố độc lập cho vùng Đông Bắc trù phú này của Tây Ban Nha sau cuộc trưng cầu dân Ý bị cấm vào hôm 1 tháng 10 vừa qua. Tình hình chia rẽ tại Tây Ban Nha đã khiến nhiều ngân hàng, doanh nghiệp tìm cách chuyển trụ sở ra khỏi Catalonia và khiến lòng tin thị trường và nền kinh tế Tây Ban Nha bị chao đảo.
Trước tình trạng này, thì Ủy ban Âu Châu đã hối thúc chính phủ Tây Ban Nha và giới chức Catalonia tháo gỡ tình hình hiện nay bằng một giải pháp chính trị. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Jean-Claude Juncker đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở vùng Catalonia, một dấu hiệu cho thấy lo ngại gia tăng liên quan đến sự đổ vỡ tiềm tàng trên khắp Âu Châu. Quan ngại đang gia tăng ở thủ đô các nước Liên minh Âu Châu liên quan tác động tiêu cực đến Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng tiền chung Âu Châu, Eurozone, và nguy cơ ảnh hưởng sang các nền kinh tế khác của khối này. Vào ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ một sách lược cứng rắn hơn với Iran và sẽ không xác nhận Tehran đã tuân thủ thỏa thuận nguyên tử đã ký cách đây 2 năm. Trong phát biểu quan trọng về chính sách, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không kêu gọi bãi bỏ hiệp ước. Sách lược của Tổng thống Trump không thay đổi cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận nguyên tử năm 2015 giữa Iran với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp Châu Âu. Theo luật theo dõi thỏa thuận nguyên tử Iran, gọi tắt là INARA, Tổng thống Mỹ mỗi 90 ngày phải xác nhận Iran có tuân thủ hiệp ước nguyên tử hay không. Tổng thống Trump đã không giấu giếm chống đối của ông đối với hiệp ước nguyên tử này kể từ khi nó được thông qua vào năm 2015. Các nhà phân tích và các giới chức của chính quyền Obama tham gia lập ra thỏa thuận nguyên tử này nói rằng bất cứ một nỗ lực nào nhằm sửa đổi thỏa thuận rất phức tạp này cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và các nhà lập pháp. Ông Ben Rhodes, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Obama nói, hành động này là độc đoán và hoàn toàn không cần thiết. Vấn đề hiện nay là chứng nhận Iran có tuân thủ thỏa thuận nguyên tử hay không, và như chúng ta đều biết, chính quyền Trump đã 2 lần xác nhận Iran tuân thủ hiệp ước này. Thủ tướng Anh bị Quốc hội chất vấn về cuộc thương lượng ly khai của Liên minh châu Âu. Trong phiên họp thường kỳ hàng tuần với Quốc hội Anh vào ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Theresa May đã bị chất vấn về nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu là về cuộc thương lượng Brexit đang diễn ra để đưa Anh rời khỏi Liên Âu, hiện vẫn đang bị bế tắc. Bà May cho biết là chính quyền Anh không muốn thất bại, không đạt được một thỏa thuận nào, nhưng cũng sẵn sàng về mặt tiền bạc trong trường hợp phải ra khỏi Liên Âu vào tháng 3 năm 2019 mà không đạt được thỏa thuận nào cả. Bà May đã bị lãnh tụ của đảng lao động trong Quốc hội chỉ trích vì đã để cho chính phủ rơi vào tình trạng hỗn loạn trong khi thực hiện các chính sách và khi thương lượng để ly khai. Chính quyền của bà May cũng bị phe đối lập chỉ trích vì khi thương lượng không bênh vực cho quyền lợi của người Anh ở lại châu Âu sau khi ly khai. Thủ tướng May đã bênh vực cho các chủ trương của chính quyền khi thảo luận về quyền lợi cư trú của công dân châu Âu và công dân Anh sau Brexit. Bà May còn bị dồn ép phải trả lời câu hỏi, nếu được bỏ phiếu trưng cầu dân ý trở lại, thì bà có đồng ý cho Anh ly khai khỏi châu Âu hay không? Vào ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng là ông James Mattis khẳng định, quân đội của Hoa Kỳ đang thay đổi để duy trì việc là lực lượng có khả năng hủy diệt mạnh nhất ở trên trái đất, cũng như là để nhằm đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu hiện nay đang gia tăng. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Lục quân Hoa Kỳ, ông Mattis khẳng định, những phần tử khủng bố ở Trung Đông tiếp tục tiến hành các vụ giết người và gây ra tình trạng bất ổn, bất chấp chúng phải hứng chịu các thất bại đáng kể và nhanh chóng. Trong khi ở Thái Bình Dương, thì các hành động khiêu khích của Bắc Hàn đang đe dọa đến khu vực, thậm chí là hòa bình toàn cầu, bất chấp Liên Hiệp Quốc đã đưa ra những lời lên án mang tính quốc tế. Bộ trưởng Mattis đã nhấn mạnh ba nỗ lực để nhằm duy trì khả năng răn đe, an toàn, cũng như là duy trì một lực lượng truyền thống có thể chiến đấu trong cuộc chiến tranh bất thường. Trước hết thì Bộ Quốc phòng phải bảo đảm rằng mọi việc đang thực hiện phải đóng góp vào sức mạnh hủy diệt của quân đội Hoa Kỳ. Thứ hai, đó là xây dựng hoặc là củng cố các liên minh, trong đó có mối quan hệ với NATO trong cuộc chiến đánh bại tổ chức IS và mở rộng các quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nỗ lực thứ ba, đó là việc Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Pat Shanahan phải chịu trách nhiệm làm việc lại với các công ty để nhằm đạt được lợi ích tối đa từ mọi đồng Mỹ Kim được chi tiêu cho quốc phòng. Và cũng trong ngày 7 tháng 10, hãng thông tấn AP và trung tâm nghiên cứu NORC công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy chỉ có 24% người Mỹ tin rằng nước này đang đi đúng hướng với những gì đang diễn ra, bao gồm lời đe dọa chiến tranh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắm vào Bắc Hàn, những chỉ trích về hoạt động cứu trợ thiên tai của chính quyền và những phát biểu của Tổng thống liên quan đến những thành phần cực đoan coi người dân da trắng là ưu việt. Tỷ lệ này giảm 10% so với cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 6.
Theo kết quả khảo sát ý kiến của 1.150 người trưởng thành, được thực hiện từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 vừa qua, chỉ 44% số người theo đảng Cộng Hòa cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, trong khi con số này vào hồi tháng 6 là 60%. Cũng theo kết quả thăm dò, gần 70% người Mỹ được hỏi cho rằng ông Trump không bình tĩnh, đa số cho rằng ông là một nhà lãnh đạo không thành thật và không mạnh mẽ. Ngoài ra, hơn 60% không đồng tình với cách tổng thống giải quyết các mối quan hệ về chủng tộc, chính sách đối ngoại và di trú, cùng nhiều vấn đề khác. Vì tổng thể, 67% người Mỹ không hài lòng với mức độ hoàn thành công việc của Tổng thống Trump trên cương vị tổng thống, trong đó 1/3 là người thuộc phe Cộng Hòa. Tỷ lệ tán thành cách lãnh đạo của ông về mặt kinh tế là 42%, còn tỷ lệ không tán thành là 56%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.